Em chào anh chị, chào cô chú ạ. Tiếp tục hôm nay lại thanh lý tiếp thì thanh lý dài dài nha anh chị nha. Đây có một số cây đang hoa nha anh chị. Để em giới thiệu từng cây. Cây này thì đây nguyên khóm giải hạt rừng hoa nè. Hoa thì cái hoa như bữa trước em nói anh chị rồi đó, cái bị ốc sên ăn mất nửa nè, ăn mất một bên đó, giờ nó ra cái hoa như này hồng, còn một nụ chưa nở. Mắt nhỏ gọn, mũi hồng, má hồng. Đó. Chậu này 400 nha anh chị nha. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Ba trăm nha chị. Tới ra là 100.000 đầu. Này không biết cái kỳ này ở đâu. Nguyên bụi của nó là có hai đầu với một cái kỳ này là chắc chắn rồi nè. Còn cái bụi này ở đâu thì không biết. Nó trong chậu thì biết nó trong chậu vậy thôi. Mặt hoa như này. Còn cái nụ. Rồi ok, một cây. Cây bệt má bó. Này bữa trước 2 kỳ, khách lấy 1 kỳ rồi, còn 1 kỳ 400.000. Anh chị nào lấy tính 350 thôi. Coi như là bao ship cho anh chị á. Đây một chậu nữa. Một chậu này là một kỳ giả hạt rừng kỳ nữa nè. Thúi bắt luôn. Đó. Mặt hoa hồng như này luôn. Má. Này 200 thôi nha anh chị nha. Cánh kiết mặt hoa như này. Sưu tầm rất là ok luôn, về trồng hoa này chơi hoa rất là đẹp luôn. Rồi đây một chậu má bó. Má bó thì ở trong này nó là có hai bụi chung một chậu, thì một bụi ra bông tím, một bụi ra bông nụ xanh, nụ nó xanh như này nè. Đó, thì cái bông xanh nó ra hoa như thế này, bông tím nó ra hoa như thế này. Đó, lá thân thì nguyên bụi nó đây, 700.000, siêu đẹp, kỳ quá trời luôn. Nói chung hoa mau bó thì đẹp khỏi chê nha chị nha. Hai loại hoa, một xanh một tím, hai loại nụ xanh một tím đó, nó ra một bụi đó. Ở đây có một cây nào nữa, cây này một cây giải hạt rừng. Thì trong cái lô em treo á, lá của nó đây như kiểu lá của cây Minh Châu á. Đây nè, thì một cái mầm gốc với một cái kỳ như thế này, kỳ khỏe gấp đôi mầm gốc, và đây là hoa đỏ hết luôn, tròn quay. 200 này luôn nha anh chị nha, 200 một khúc đó. Cây bệt má bó ám bệt má bó. Đây một bụi kiến rừng có đánh dấu đó, một bụi kiến em trồng lên đây năm ngoái thì cũng kích kiết gì nè, không ăn thua, ra được cái kỳ nữa nè, lên nguyên thành nguyên một bụi to luôn. Những cái bụi này trồng thành tác phẩm hết rồi. Bây giờ nó lên, anh chị nhìn mầm gốc nó lên chỗ lùm này là 4, 5, 6 mầm, mà sau này nó cho ra hoa mà một mắt nó cứ hai hoa mà nó sai lên như vậy, thì anh chị có một bụi chơi cực kỳ đẹp luôn. Thì hoa nó đây nè, hoa nó xước hết luôn, hồng hết cái lưỡi luôn. Đó anh chị thấy không? Nguyên bụi này 700 nha anh chị nha. Quá đẹp luôn. Em gửi là em ship cả cái chậu này cho anh chị luôn. Về nó mà nó có xui lắm thì nó bẻ chậu, mà bẻ chậu thì rễ nó hết rồi, anh chị chỉ lấy ra trồng, mầm gốc nó lên cỡ này thì quá đẹp rồi. Bệt bên này em có hai cây bệt, một cây xanh sạch. Tất cả những cây này đều là cây ma bó xanh sạch nha anh chị nha, mà người ta sổ xanh sạch thì ra 5 cây trắng, em sổ xanh sạch ra bệt. Đây gì mới đây, yếu binh nữa rồi, đòi tiền, điện thoại đòi tiền nữa. Xanh sạch hết nha anh chị nha, toàn những siêu phẩm xanh sạch không mà ra hoa bệt hết ma bó. Đó, nguyên bụi xanh sạch anh chị nhìn, phê không tưởng luôn. À quên, xanh sạch đây còn bụi nữa. Xanh sạch sổ không ra gì đây. Nè, kỳ nè, hoa đây,
hai mầm gốc với một cái kỳ đây. Hoa thì ám ám như này. Bụi này 500, anh chị nào lấy về sưu tầm thì lấy luôn nha anh chị nha. Cây đẹp lắm luôn á. Những cây xanh sạp mà sổ rồi là em bán đứt gốc hết luôn, em chả để lại để sau này làm kỳ bán anh chị đâu. Công sau này nói phiền lắm. Rồi bụi xanh, bụi này, nguyên cái bụi này thì mầm gốc nó lên đây nè, lên hai cái kỳ mập hơn cái mầm gốc luôn. Đây một cái mầm gốc nữa. Đây một cái nữa. Cái này chắc là thân già tách ra giờ không thấy thân đâu hết, không thấy hết. Nói chung là có một cái này đây. Nó nhanh thôi, hết pin, khỏi hết pin. Mà hoa đây nè anh chị. Đỏ hết luôn, lưỡi đỏ hết, hoa đang trên thân. Đó. Kỳ của nó thì em làm ra được 6 kỳ đây. 6 kỳ đây thì đợt trước nó bị bệnh. Em xịt thuốc hết rồi, bây giờ nó đã khô hết rồi. 6 kỳ này 100 ngàn một kỳ, anh chị lấy hết nha. Em không bán lẻ, nguyên cái lô này là 600 ngàn. 600 ngàn cho 6 cái mầm gốc nè. Đó, 600 ngàn cho 6 cái kỳ này là của cái mặt hoa này luôn. Còn nếu mà anh chị lấy bụi này á là 1,5 triệu, 1,5 triệu. 1 2 3 4 4 mầm gốc, 5 mầm gốc, 5 kỳ. Cả kỳ cả mầm gốc đây một cái nữa, đã hoa trên nữa. Nếu mà anh chị lấy hết hai cái này, lấy hết nguyên lùm của nó, cả mẹ lẫn con của nó là em tính 2 triệu em bao ship mặt hoa này. Đỏ hết luôn, đẹp hết luôn. Đó. 2 triệu là cả mẹ cả con nguyên lùm. Còn ở đây có một bụi ma bó cũng xanh sạch, sổ ra hoa bệt, phải gọi là siêu bệt, siêu đập. Cánh của nó chớp nè anh chị nè. Đó, cánh anh chị nhìn thấy cánh chớp hết nha. Xung quanh quyền cánh, viền cánh là chớp hết luôn á. Đây nụ nó đây. Cái này bữa sau nó căng lên em sẽ quay clip TikTok với lại quay lên YouTube cho anh chị ngắm. Bởi vì hoa nó quá đẹp. Một cây bệt cánh chớp. Ở đây thì em có, em giữ lại ba cái mầm gốc này. 1, 2, 3. Nó mầm gốc nó hư, nó lên kỳ thì kỳ nó khỏe vậy. Em chia cho anh chị một kỳ này, một kỳ này với một kỳ này. Kỳ này 700, kỳ này 700, kỳ này 500. Đó, có ba kỳ như vậy thôi. Mặt hoa đây, chưa căng hết đây. Cánh chớp nhìn rõ ràng luôn á. Dạ rồi, em xin chào chị, điện thoại em hết pin rồi.